Sáng hôm nay em cập nhật clip một con đực kem ghép nha anh chị, thì kem đỏ đó anh chị ơi. Đó thì mới đẻ tầm 3 ngày tuổi, lưng đôi đít đôi nha anh chị, dai lực, chân cẳng cối, móng sò, bao xuống lún xuống ruột hay là bao bú cho anh chị luôn. Đó bò này thì mới mấy ngày thì tầm 4 mấy ký đó anh chị ơi. Đó thì anh chị nào muốn cần con bò đực kem ghép này thì liên hệ số điện thoại em để trong hình. Đó. Thì gieo kem bao bê gì đó mà mẹ một sữa đáng anh chị. Thì anh chị gần xa thích thì liên hệ mua về. Có mẹ cọp, mẹ kem, mẹ siêu, mẹ cái một sữa gì đó mua con đực này về nuôi ghép anh chị. Giá là 4 triệu rưỡi. Anh chị gần xa thích thì liên hệ trao đổi mua bán. Anh chị thấy bò đẹp thì hai kênh hai clip hay cho em được đăng ký chia sẻ, em cảm ơn nhiều.